Chào mừng bạn đến với Grand World Phú Quốc, một thế giới mới đa sắc văn hóa, muôn màu trải nghiệm, nơi bạn có thể khám phá vô vàn những điều kỳ lạ, nơi bạn có thể tận hưởng và cảm nhận nguồn năng lượng tái sinh, quên đi mọi áp lực, phiền muộn cuộc sống. Phú Quốc, đảo ngọc tuyệt đẹp, thiên đường nghỉ dưỡng với hơn 150 km đường biển hoang sơ và đã được nhiều lần vinh danh bởi vẻ đẹp và sức hút du lịch của mình. Top 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí Forbes bình chọn năm 2019. Top 2 bãi biển hoang sơ hàng đầu châu Á. Top 5 điểm đến mùa thu do CNN bình chọn. Top 10 các tỉnh thành đón nhiều khách du lịch nhất Việt Nam với hơn 4 triệu lượt khách và doanh thu du lịch cao nhất cả nước năm 2018. Trong 5 năm trở lại đây, tỷ lệ tăng trưởng du lịch của Phú Quốc lên tới 141%. Đặc biệt ấn tượng, 7 tháng đầu năm 2019, con số này đạt mức 156% so với cùng kỳ năm 2018. Theo Savills, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về lượng khách du lịch, từ năm 2014 đến nay, nguồn cung khách sạn 3-5 sao tại Phú Quốc tăng trung bình 30% mỗi năm. Đáng chú ý là khách sạn 5 sao chiếm trên 60%. Năm 2025, Phú Quốc đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách du lịch sau khi hệ thống sân bay hoàn thành. Trong những năm trở lại đây, Việt Nam dần ghi tên mình trên bản đồ du lịch tại khu vực Đông Nam Á với việc được trao tặng giải thưởng điểm đến du lịch hàng đầu châu Á tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards WTA khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2018. Theo khảo sát về xu hướng du lịch toàn cầu năm 2018 do Visa thực hiện, với sự tham gia của 15.000 người đến từ 27 quốc gia, đã chỉ ra khách hàng ngày càng có xu hướng đi du lịch nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn khi đi du lịch. Trong đó, khách Việt Nam sẵn sàng chi khoảng 1.100 đô la Mỹ trong một chuyến và khách Trung Quốc, Úc, hai đối tượng khách quốc tế chính ở Phú Quốc thuộc top 5 các khách du lịch chi tiêu nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù sở hữu tiềm năng to lớn như vậy, nhưng hiện tại Phú Quốc vẫn chưa có một khu trung tâm thương mại, phố mua sắm sầm uất nào được xây dựng quy mô và bài bản để phục vụ du khách. Trong bối cảnh đó, Grand World Phú Quốc ra đời, tiên phong đón đầu xu hướng du lịch bán lẻ đã thành công tại rất nhiều nơi trên thế giới như Asiatic The Riverfront, thiên đường giải trí lớn nhất ở Bangkok, Thái Lan, hay Clarke Quay, bến cảng phố đêm nhộn nhịp, điểm du lịch nổi tiếng tại Singapore. Mục tiêu của Grand World Phú Quốc là trở thành Clarke Quay của Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới trải nghiệm. Cũng theo nghiên cứu về xu hướng du lịch toàn cầu năm 2018 của Visa, 63% khách hàng được hỏi cho biết họ đi du lịch là để khám phá và tận hưởng. Để đáp ứng hai nhu cầu hàng đầu này của khách hàng, Grand World với tổng diện tích lên tới 78 hectare mang đến không gian kiến trúc văn hóa giao thoa cùng muôn vàn trải nghiệm văn hóa hấp dẫn. Hãy bắt đầu với khu quảng trường, tiếp giáp trực tiếp với tuyến đường cửa cạn, gành dầu với chiều rộng đường trong tương lai lên đến 26m và cổng chào phong cách châu Âu. Đây là nơi đầu tiên đón tiếp lượng khách khổng lồ tới với Grand World. Tiếp đến là phân khu sang hài sầm uất nhất. Nổi bật với phong cách kiến trúc đậm chất Thượng Hải cổ kính, tổ hợp nhà hàng phong cách đường phố là nơi bạn thỏa thích trải nghiệm ẩm thực địa phương theo một cách rất riêng. Đến với giờ sang hài, bạn sẽ được lạc lối trong không gian lễ hội và những trò chơi dân gian đặc sắc, được thỏa sức mua sắm tại những cửa hàng lưu niệm, thời trang, được tha hồ tạo dáng chụp ảnh giữa những chiếc đèn lồng muôn màu rực rỡ. Với phong cách kiến trúc Đông Dương, phân khu Indochine sẽ mang đến cho khách hàng cảm giác gần gũi nhưng vẫn đậm nét văn hóa đặc trưng. Tọa lạc tại trung tâm dự án, đây là phân khu sở hữu nhiều công viên, hồ cảnh quan, lối dạo bộ, nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng thời trang nhất. Không chỉ vậy, khách hàng đến với Indochine cũng sẽ được trải nghiệm muôn vàn những màn biểu diễn thú vị, đem lại cơ hội khám phá trọn vẹn nét đẹp văn hóa, lịch sử của đảo ngọc Phú Quốc. Và cuối cùng là phân khu Mallorca, phân khu sôi động nhất với quảng trường biển độc đáo và các cửa hàng, quán bar mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải xa hoa. Đẳng cấp trong từng chi tiết, phân khu Địa Trung Hải sẽ thu hút mọi ánh nhìn với hệ thống ánh sáng ấn tượng mang đậm cảm giác của thời đại mới. Từ Mallorca,
Không khó để khách hàng tìm thấy những nhà hàng sang trọng, những quán bar đầy phong cách và tận hưởng vẻ đẹp của bờ biển Phú Quốc xinh đẹp. Phong cách kiến trúc giao thoa văn hóa cùng hệ thống dịch vụ tiện ích đa dạng, tất cả tạo nên một thế giới đa sắc màu, đem lại trải nghiệm vui chơi, giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng kỳ thú cho mỗi vị khách ghé thăm. Tại Grand World Phú Quốc, du khách và chủ sở hữu có thể tìm thấy ngàn tiện ích chỉ trong một bước chân, với hơn 1.000 nhà phố thương mại với 3 chủ đề kiến trúc đặc trưng và đa dạng ngành hàng, cùng với hơn 10.000 phòng khách sạn 3 đến 5 sao. Bên cạnh đó, dự án còn được hưởng lợi từ quần thể du lịch quy mô hơn 1.000 hectare, lớn số 1 Việt Nam. Đầu tiên phải kể tới quần thể Vinpearl Phú Quốc với 6 phân khu chính: Vinpearl Discovery, Vinpearl Resort, Vinpearl Oasis, gồm gần 1.000 căn biệt thự biển, 2.346 phòng khách sạn. Đặc biệt, sự kiện World Travel Awards 2019 tổ chức tại Vinpearl Phú Quốc, với việc Vinpearl được vinh danh 9 giải thưởng danh giá, càng khẳng định thêm sức hấp dẫn của đảo Ngọc và hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl. Tiếp đó, không thể không kể đến các khu vui chơi giải trí hàng đầu: sân golf 18 hố đầu tiên trên đảo, Casino Corona, casino đầu tiên và duy nhất thí điểm cho người Việt vào chơi với 100 máy chơi và 1.000 bàn chơi. Vinpearl Safari 500 hectare là công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn Safari thế giới, gồm 150 loài động vật, 3.000 cá thể, 1.200 loài thực vật. Vinpearl Land với quy mô hiện tại 53 hectare và đang được tiếp tục mở rộng để trở thành điểm đến giải trí mới tại châu Á, với hàng chục trò chơi đẳng cấp quốc tế hoàn toàn mới, tầm cỡ châu lục. Khu vận động trong rừng, thủy công khủng, công viên nước, sâu diễn siêu phẩm Quantum, rạp phim bay đầu tiên tại Việt Nam, top 5 thủy cung lớn nhất thế giới. Trong năm 2020, riêng quần thể đã có khả năng thu hút 3 triệu lượt khách hàng mỗi năm tới Grand World Phú Quốc. Với định hướng đưa Grand World trở thành địa điểm vui chơi, ăn uống, mua sắm bậc nhất tại Phú Quốc, ẩm thực chiếm tỷ trọng cao nhất khoảng 50%, tiếp theo là thời trang khoảng 20%, tiện ích dịch vụ 16%, chợ hải sản 14%. Đặc biệt, Grand World cũng là khu nhà phố thương mại duy nhất tại Phú Quốc được quy hoạch ngành hàng bài bản, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng mục tiêu và được vận hành và quản lý bởi nhà phát triển bất động sản bán lẻ lớn nhất Việt Nam, Vincom Retail. Đến với Grand World Phú Quốc là đến với một loạt những trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có. Đó là những show văn hóa, nghệ thuật không kém gì các show thực cảnh nổi tiếng đã làm nên tên tuổi tại Việt Nam, được biểu diễn tại quảng trường nơi đầu tiên khách hàng gặp gỡ Grand World. Đó là dòng sông Venice thơ mộng với chiều rộng 25m, nằm giữa hai tuyến phố tại khu Shanghai, tái hiện lại khung cảnh của thánh địa tình yêu, mang lại không gian lãng mạn cho khách hàng. Quảng trường biển là sự kết hợp hài hòa giữa sôi động của những lễ hội âm nhạc, quy tụ nhiều DJ nổi tiếng thế giới, với vẻ đẹp hoang sơ của bờ biển Phú Quốc. Và đặc biệt, đó là trải nghiệm thành phố không ngủ với mô hình vận hành 24/7 khác biệt lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Ghé thăm Grand World Phú Quốc vào bất cứ thời điểm nào trong năm, bạn sẽ luôn được hòa mình trong bầu không khí lễ hội sôi động. Mùa xuân với trăm hoa đua nở, pháo hoa tưng bừng, rồng lân nhảy múa. Mùa hạ tưng bừng của những lễ hội văn hóa, âm nhạc nổi tiếng thế giới. Thu sang với lễ hội văn hóa nghệ thuật và lễ diễu hành đèn lồng hoành tráng. Đông về với không khí Halloween, Giáng sinh ngập tràn, lễ hội hóa trang cùng diễu hành vui nhộn. Và hàng loạt sự kiện cùng các hoạt động hoạt náo dọc những đại lộ giải trí, khiến mọi giây phút tại đây đều như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Đến với Grand World Phú Quốc, mỗi ngày của bạn đều sẽ là một trải nghiệm lễ hội độc đáo và khác biệt. Với tiềm năng lớn của đảo Phú Quốc, Grand World Phú Quốc sẽ trở thành biểu tượng mới về du lịch bán lẻ của Việt Nam. Còn chờ gì nữa khi một thế giới đa sắc văn hóa, muôn màu trải nghiệm đang vẫy gọi. Cùng khám phá tâm điểm giải trí mới của Việt Nam và Đông Nam Á để trải nghiệm muôn màu cảm xúc.